Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Trên tay mình đây là một mẫu CPU đến từ AMD. Nhìn sơ qua một chút về phần vỏ hộp bên ngoài thì có vẻ như đây là một mẫu CPU cơ bản giống như bao dòng CPU khác. Đúng, đây là AMD Ryzen 5 thuộc thế hệ Gen 3 có tên mã là Ryzen 5 5500. Không giống như cái dòng ngày xưa anh em có thể thấy được là Ryzen 5 5600X thì phiên bản đấy được ra mắt vào năm 2020. 5500 thì được ra mắt muộn hơn thì vào cụ thể là năm 2022. Và đây chính thức ra là một phiên bản nâng cấp của Ryzen 5 3500. Vậy thì lý do nào khiến cho một phiên bản nâng cấp lại ra mắt chậm hơn khá nhiều 1.5 năm khi so với phiên bản tiền nhiệm? Quay trở lại khi so với năm 2020, việc ra mắt AMD Ryzen 5 5600X và cái lúc đó cái độ phủ các mẫu CPU của AMD khá nhiều. Chúng ta có một mẫu CPU giá rẻ thì là Athlon, đắt hơn một chút thì chúng ta có Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300X và chúng ta có những cái mẫu lineup của Ryzen 5 như 3500, 3600 và Ryzen 5 5600X là cao nhất trong phân khúc Ryzen 5. Thế nên cái việc mà Ryzen 5 5500 ra mắt vào cái thời điểm đấy được mình đánh giá là không phù hợp cho lắm. Thế nhưng cho tới cái đợt khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu ấy thì AMD gần như đã ngưng sản xuất hoặc là sản xuất rất ít những cái mẫu CPU giá rẻ, những mẫu CPU dòng thấp, và cái việc ra mắt AMD Ryzen 5 5500 là điều tất yếu để có thể tập trung vào phân khúc giá rẻ đang được bỏ trống bấy lâu nay của AMD. Và khi cái phân khúc CPU AMD được tập trung sau khi mẫu CPU này ra mắt thì sẽ là những cái line của Ryzen 3, cụ thể là 3100, 3300X và Ryzen 5 5500 và Ryzen 5 5600X. Điều tiếp theo sẽ liên quan đến việc CEO của AMD là bà Lisa Su đã nói rằng AMD ARM4 và ARM5 sẽ đi chung với nhau. Đây là một điều dễ hiểu thôi, bởi vì những cái người dùng CPU AMD thuộc cái socket ARM4 khá nhiều và rất lâu rồi, và cái việc ra mắt thêm cái dòng ARM5 đấy, nếu như ARM4 vẫn được duy trì thì sẽ khiến cho người dùng có cảm giác là họ không bị bỏ rơi, họ vẫn có những cái sản phẩm để có thể sử dụng. Những ai mà không có nhu cầu nâng cấp toàn diện hệ thống, không muốn thay hết tất cả mọi thứ thì hoàn toàn có thể nâng cấp một phần bằng cách mua một mẫu CPU, lắp lên bất kỳ mẫu main nào của AMD mà họ thích, bởi vì những cái dòng socket AMD ARM4 bây giờ có rất nhiều trên thị trường và rất nhiều mẫu mã để anh em có thể lựa chọn. Vậy thì anh em đánh giá sao về cái điều này, mình có nói có đúng hay là không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em ở trong video sau.